về vô bị tuôn. Bây giờ cái thằng 800 này nó sẽ dìu cái thằng 800 đằng kia vô các bạn, để mà vô chở còn 3 xe nữa, 6 dây 3 xe nữa. Đó, giờ để coi anh đi cái đường nào vô nha. Đó, đường nào mình thấy có thấy ghê hết á, quá xá đường ghê luôn. Để mình quay cái đường mắc lầy nữa cho các bạn xem nè. Trời ơi, nó khủng khiếp thiệt. Hết biết luôn. Không máy. Rồi bây giờ vô nha các bạn. Chúng như mấy cái lô này rất là khó nha các bạn. Quá luôn. Ôi. Ôi rồi. Đây các bạn.
nguy hiểm quá. Thôi sao chứ quậy hồi lại xuống luôn á. Này là càng bơi lấy càng xuống các bạn. Sao mà mấy vô mấy cái hàng là sao mà nó lầy quá lầy. Rồi để cho cái đầu này đi tới ra ra, ra nổi không đây. Lỗi là sâu lắm rồi. Quá đất quá mềm luôn. Lúng vui không. Bây giờ lôi cái tìm cách lôi cái một cái ra các bạn. Bên cái bên kia bơi thì cút bên kia luôn. Bơi rồi. Cái clip trước đó các bạn là cái đường nó dính đường bên đây nè. Nè đường này nè. Đó, thấy chưa? Cái tới ngoài luôn. Đó, bây giờ lại qua tới cái đường kế bên. Đường kế bên cũng vậy luôn. Rồi bây giờ sẽ ra nha các bạn, đi một cái ra nha. Cầu mong là lên đi các bạn. Coi giờ vô đường nào nha các bạn. Trung bánh nè.
để coi anh ra vô đường nào đây. Quá xá, đường nào đường nấy các bạn coi nè. Coi thấy không? Nước vậy đây nè, nên nó vô rất là dễ bị nha. Dễ bị dính lắm. Lô nào cũng vậy cho nên kiểu như là đặt hổm thu hoạch đặt trước á các bạn. Mấy cày nó chạy cắt á. Nè các bạn coi cái đường này còn dữ hơn nữa nè. Thấy chưa? Đường nào cũng vậy hết á. Rồi bây giờ Vũ kết thúc con video đây nha các bạn. Các bạn đón xem tiếp cái video tiếp theo của Vũ nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.